Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình. Và tiếp theo, xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới ngày 15 tháng 6 của những bản tin nổi bật như sau. Israel chấm dứt điều tra về cái chết của 4 thiếu niên Palestine tại dãy Gaza. Quân đội Israel cho biết đã quyết định chấm dứt một cuộc điều tra về cái chết của 4 thiếu niên Palestine trên dãy Gaza hồi tháng 7 năm 2014. Lúc đó, các đợt oanh tạc của quân lực Israel đã nhắm trúng vào 4 nam thiếu niên Palestine, làm cho họ thiệt mạng và gây phẫn nộ trong dư luận trên thế giới. Sau nhiều cuộc điều tra từ đó tới nay, nhà chức trách Israel kết luận rằng quân đội đã nhìn thấy các thiếu niên này là các chiến binh Hamas đang chạy trốn trong một khu vực có rất nhiều quân Hamas hoạt động nên mới bắn vào họ. Vì đây là một trường hợp nhận dạng nhầm lẫn nên không thể nào buộc tội theo luật lệ quân sự được. Tuy nhiên, những nhân chứng chứng kiến sự việc cho biết 4 thiếu niên bị sát hại lúc đó đang chơi đá banh trên đường. Chính quyền Israel cho biết họ phải thường xuyên pháo kích và oanh tạc vào dãy Gaza là do bị quân Hamas tấn công và gây sự trước. Lũ lụt lớn ở thủ đô Tbilisi của Georgia. Các hãng tin địa phương của Georgia cho hay một trận lũ lụt lớn vừa xảy ra ở thủ đô Tbilisi sau khi có mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày. Lũ lụt đã làm hư hại nhiều đường phố và nhà cửa, nhưng quan trọng nhất là đã có ít nhất 9 người thiệt mạng. Ngoài ra, nước lũ còn làm hư hại các chuồng thú trong sở thú của thành phố Tbilisi, khiến cho một số thú vật nguy hiểm như cọp, sư tử, gấu và sói chạy được ra ngoài, đi lại khắp nơi. Chính quyền đã phải ra lệnh cho dân chúng ở yên trong nhà trong khi có người đi bắt lại hay giết chết các con thú dữ. Chính quyền cho biết thiệt hại do trận lũ tới giờ đã lên tới hàng triệu Mỹ Kim. Tổng thống Georgia thông báo tính tới ngày Chủ nhật 14 tháng 6, chính quyền đã làm đủ mọi cách để có thể được để trợ giúp cho các nạn nhân của trận lũ. Các toán cứu nạn đều phải dùng bè đi tới các nơi để cứu người. Tòa án Nam Phi không cho phép Tổng thống Sudan được rời khỏi Nam Phi. Một tòa án ở Nam Phi đã ra lệnh tạm thời không cho Tổng thống Sudan là ông Omar al-Bashir được rời khỏi Nam Phi vì đang có trác của Tòa án Hình sự Quốc tế đòi bắt giữ ông này. Tổng thống Sudan hiện đang có mặt tại Nam Phi để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Phi thì nhận được trác tòa tố cáo ông đã phạm các tội ác chiến tranh và tội diệt chủng trong khi đàn áp cuộc nổi dậy ở Darfur từ năm 2003. Tòa án Hình sự Quốc tế còn yêu cầu chính quyền Nam Phi phải bắt giữ ông Bashir. Các thẩm phán của Nam Phi cho biết nếu để ông Bashir rời khỏi Nam Phi lúc này thì sẽ làm mất uy tín của Nam Phi đối với thế giới. Nhưng cũng không thể bắt giữ ông này lại vì chính Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã ra lệnh cho tất cả các nhà lãnh đạo và các quan chức tới tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Nam Phi được quyền miễn tố trước pháp luật. Lithuania sắp sửa nhận viện trợ vũ khí của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lithuania vào ngày Chủ nhật 14 tháng 6 đã xác nhận chính quyền Lithuania và chính quyền Hoa Kỳ đang bàn thảo về việc Hoa Kỳ sẽ đưa vũ khí hạng nặng tới tồn trữ tại các kho vũ khí ở Lithuania. Trước đó một ngày, chính quyền Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố sẽ xin phép Quốc hội đưa các vũ khí hạng nặng tới một số nước ở vùng Baltic và các nước Đông Âu để chứng tỏ Hoa Kỳ giữ lời cam kết sẽ bảo vệ các nước này nếu có Nga chủ trương gây chiến. Nếu được Quốc hội Hoa Kỳ chấp nhận thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau khi cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt Hoa Kỳ sẽ đưa vũ khí hạng nặng tới các nước Đông Âu trước khi thuộc khối các nước Xô Viết cũ, nay mới vừa gia nhập NATO. Quân đội Anh và Ấn Độ tập trận chung. 120 quân nhân Ấn Độ đã tới Anh để tham gia một đợt tập trận chung giữa hai quân đội hai nước. Các binh sĩ Ấn Độ đã tới Anh từ tuần trước để chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tập trận này. Trong ngày Chủ nhật 14 tháng 6, các binh sĩ Ấn Độ đã tới đài tưởng niệm Memorial Gate ở London để làm lễ tưởng nhớ hơn 5 triệu người từ các nước ở bán đảo Ấn Độ, Phi Châu và vùng Caribbean đã chiến đấu cùng với quân đội Anh trong hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai. Sau đó, các quân nhân Ấn Độ đã được đưa đi xem các di tích lịch sử và du lịch ở London. Bắt đầu từ tuần tới, các binh sĩ hai nước sẽ thực tập chiến đấu có thiết giáp và các hỏa lực khác yểm trợ tại vùng đông băng Salisbury. Đại diện của các quân nhân Ấn Độ cho biết đợt tập trận chung này sẽ có ích rất nhiều cho quân đội cả hai bên nếu chiến tranh thực sự xảy ra.
Chính quyền Mexico tịch thu 41 tấn thuốc phiện. Chính quyền Mexico đã tịch thu được một số thuốc phiện lớn lên tới 41 tấn tại thành phố biên giới Tijuana vào ngày thứ Bảy 13 tháng 6. Số thuốc phiện tịch thu được theo giá thị trường có trị giá là 44 triệu Mỹ kim. Thành phố Tijuana từ lâu đã nổi tiếng là nơi bọn buôn lậu tập hợp lại để đưa thuốc phiện vào thị trường Hoa Kỳ. Phần lớn số thuốc phiện này được tìm thấy trong một ngôi nhà có hai vợ chồng và ba đứa con sinh sống. Số thuốc phiện được phân ra thành từng gói nhỏ, trên mỗi gói có ghi một ký hiệu riêng trong tổng số 15 ký hiệu. Nhà chức trách Mexico cho biết rằng mỗi ký hiệu trên gói là tượng trưng cho nơi mà thuốc phiện sẽ được đưa tới. Chính quyền cũng cho rằng số thuốc phiện này được đưa tới đây từ tiểu bang Sinaloa, là nơi nổi tiếng trong nhiều thuốc phiện ở Mexico. Phiến quân Houthi không tin tưởng vào cuộc đàm phán về vấn đề Yemen. Hội nghị đàm phán để chấm dứt các cuộc xung đột hiện nay ở Yemen sẽ khai mạc ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ vào ngày thứ Hai 15 tháng 6. Hội nghị trước kia dự tính khai mạc vào ngày Chủ nhật 14 tháng 6 nhưng nay phải dời lại tới ngày thứ Hai vì một sự kiện bất ngờ là có một phe không tới đúng ngày. Đại diện của phe phiến quân Houthi đã thẳng thắn cho biết họ không tin tưởng là hội nghị này sẽ đạt được kết quả như các bên mong muốn và còn ghi ngại rằng các bên còn lại sẽ liên kết với nhau để chống lại quân Houthi. Tuy nhiên, dân chúng trong cả nước Yemen thì đều mong đợi hội nghị lần này sẽ chấm dứt được cuộc xung đột và chiến tranh giữa các phe phái để mang lại hòa bình và bảo vệ các di tích lịch sử ở Yemen khỏi bị tàn phá. Tính tới nay đã có 1.400 người thiệt mạng và 4.000 người khác bị thương kể từ khi Saudi Arabia khởi sự ném bom vào các căn cứ của phiến quân Houthi ở Yemen. Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp kiến thổ dân Uluru ở Úc. Đức Đạt Lai Lạt Ma là lãnh thụ tinh thần của người Tây Tạng đã tới thăm vùng đất Uluru ở Úc và tiếp xúc với các thổ dân ở đây lần đầu tiên vào ngày thứ Bảy 13 tháng 6. Ngoài ra trò chuyện với hàng trăm thổ dân, kể cho họ nghe cách mà người Tây Tạng tìm kiếm hạnh phúc trong hoàn cảnh hiện nay và đưa ra cho họ những lời khuyên. Ngài cũng đã đi tới hòn đá thiêng liêng và biểu tượng của thổ dân Uluru. Đây là lần thứ 10 Đức Lạt Lai Lạt Ma tới thăm nước Úc. Sau chuyến viếng thăm Uluru, Đức Lạt Lai Lạt Ma sẽ tới thành phố Perth rồi rời Úc vào ngày thứ Hai 15 tháng 6. Núi lửa Sinabung ở Indonesia hoạt động trở lại. Ngọn núi lửa Sinabung ở Indonesia đã hoạt động trở lại vào ngày thứ Bảy 13 tháng 6. Đây không phải là điều bất ngờ vì ngay từ đầu tháng 6 đã có những dấu hiệu cho thấy núi lửa Sinabung sắp sửa phun trào. Lần này, tàn tro từ núi Sinabung bốc lên cao tới cách xa 3 km cũng nhìn thấy, còn dung nham thì tràn ra tới 1 km về phía đông và phía nam. Xung quanh 2.700 người đã di tản khỏi khu vực núi lửa mấy ngày trước ngày thứ Bảy nên không có thương vong nào xảy ra. Các nhà nghiên cứu cho biết đã đo được nhiều cơn chấn động chứng tỏ núi lửa sẽ còn tiếp tục phun trào trong những ngày tới. Lần gần nhất núi lửa Sinabung hoạt động trở lại là vào tháng 2 năm 2014, làm cho 11 người thiệt mạng. Indonesia nằm trong khu vực gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương nên hiện nay có tới 135 ngọn núi lửa vẫn còn đang hoạt động. Triều Tiên triển lãm kỷ niệm 15 năm ký kết hiệp ước giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Chính quyền Triều Tiên đã mở một cuộc triển lãm hình ảnh vào ngày thứ Bảy 13 tháng 6 nhân kỷ niệm 15 năm ngày hai nhà lãnh đạo hai miền Nam Bắc Hàn ra thông cáo chung. Vào năm 2000, Tổng thống Đại Hàn Kim Đại Trọng và Chủ tịch nước Triều Tiên Kim Chính Nhật lúc đó đã hội đàm với nhau lần đầu tiên và sau đó đồng ý mở rộng quan hệ giữa hai miền. Bắt đầu từ việc cho các công ty của Đại Hàn mở một khu kỹ nghệ trong lãnh thổ của Triều Tiên và thiết lập các dự án du lịch giữa hai miền. Hai vị nguyên thủ cũng đã ký một thông cáo chung cam kết sẽ tiến tới hòa bình, hòa hợp giữa đôi bên. Và lúc đó, trên lý thuyết giữa hai miền Nam Bắc Hàn vẫn còn trong tình trạng chiến tranh vì sau cuộc chiến từ năm 1950 tới năm 1953, hai bên chỉ có thỏa thuận ngưng chiến chứ không hề ký kết hòa ước. Biểu tình ở Hồng Kông phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc không cho tự do bầu cử.
Hàng ngàn người ở Hồng Kông đã biểu tình vào ngày Chủ nhật 14 tháng 6 để phản đối chính quyền Trung Quốc quyết định chỉ cho những người được chính quyền chấp thuận từ trước ra ứng cử chức lãnh đạo đặc khu vào năm 2017. Những người biểu chống chính phủ cho rằng chỉ được bầu trong những người được chính quyền lựa chọn trước chẳng khác gì chế nhạo lời cam kết của chính quyền sẽ cho dân chúng Hồng Kông được quyền tự do phổ thông đầu phiếu bầu người lãnh đạo, và họ cương quyết sẽ biểu tình cho tới khi nào chính quyền thay đổi ý định. Đoàn người biểu tình đã đụng độ với những người ủng hộ chính quyền trung ương nhưng không có xung đột đã xảy ra. Trong tuần lễ tới, chính quyền của đặc khu Hồng Kông sẽ bắt đầu họp bàn và biểu quyết về toàn bộ các luật lệ bầu cử. Tin tức cho biết sẽ có 5.000 cảnh sát được huy động để bảo vệ an ninh trong những ngày tới. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới ngày 15 tháng 6. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thiên Hà xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.